sao ấy. Vâng, đây là Catarian của game thủ chim sẻ. Chúng ta hãy cùng xem quân của đội bạn nó là cái gì. Catarian tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, chiếc cờ đầu là hơi xấu. Tôi bảo rồi, vào vòng này các game thủ của Việt Nam chính ra vào vòng này thì gặp game thủ Trung Quốc thích hơn là gặp game thủ của Việt Nam. Gặp Việt Nam tỷ lệ bị loại cao hơn. Vâng, tỷ lệ mình quảng cao hơn vì đây là trò chơi của may rủi giam đầm. Gặp Trung Quốc có khi lại dễ nhằn hơn. Chim sẻ may mắn gặp Tiểu Vũ. Rồi, chơi thôi. Chơi thôi. Vâng, nghe nói là chỉ có hai, vâng, có ba đại diện của Trung Quốc vào. Ngoài Tiểu Thủy Ngư, Tiểu Vũ là Tiểu Hòa Ca nữa. Vâng, đen dành cho game thủ chim sẻ. Những trận đầu chim sẻ thường không xuôi chèo mát mái. Ở trận trước gặp Tiểu Kiệt thì chim sẻ đã để thua luôn ở trận thi đấu đầu tiên với kèo Minoan và AC khi ACDN lên đời quá sớm. Vâng, rất nhiều game thủ Việt Nam gặp nhau. Tất cả những cặp đấu và những tin tức mới nhất các bạn đã cập nhật trên website gametv.vn. Ở trang chủ có topic cập nhật liên tục những cái diễn biến tại giải đấu năm nay đang được nhà báo Thi Anh cập nhật cho các bạn. Thêm bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Vẫn đang bị tắc dần. Muộn rồi đấy em ơi. Chúng ta phải thi đấu quá thể lực trong cái giải đấu này. 7 thể loại thi đấu trong vòng 4 ngày. Cực kỳ thể lực. Và nó quá dã man đi. Vâng, sẻ vừa ướm chiếc bế thứ hai. Nhưng tôi không nghĩ. Vâng, đóng thật ư? Đánh trâu ư? Tôi chưa biết quân của game thủ Tiểu Vũ là quân gì. Nhưng với... vâng, xin lỗi các bạn, đây là BS đầu. Vâng, sorry các bạn, ngáo. Chiếc BS nhân đôi dành cho game thủ chim sẻ. Tôi nhìn nhầm. Vâng, tại đây thấy chim sẻ đi ướm ở một vị trí quá xa. Cắt dân ra để ăn quả phụ và tôi đang cần một con voi hoặc hại con voi. Ôi! Vâng, pha kích đúp chuột tới từ game thủ chim sẻ. Rất nguy hiểm. Muộn rồi, mệt rồi, bây giờ thì ai cũng mệt cả thôi. Từ kỹ thuật viên đến bình luận viên và game thủ còn là người mệt nữa. Nói chung là mệt, nhưng vẫn phải cố gắng vì chúng ta đã chấp nhận chơi rồi. Có thêm bãi quả nữa cạnh với chiếc bế đầu của game thủ chim sẻ, bài 3 quả của game thủ chim sẻ. Không cần vòi nữa, mà bây giờ là ăn bãi quả thứ 3. Giải quyết vấn đề nhanh để vào đến vòng tứ kết nào em ơi. Vâng, lại thêm quả nữa, 4 bãi quả dành cho game thủ chim sẻ trong trận cầm Catarian này. Điều gì đang xảy ra vậy? 4 bãi quả, nhưng bãi quả đầu xấu, nghiệt. Bãi quả đầu mà không xấu thì không bị chậm dân quá nhiều. 4 bãi quả dành cho game thủ chim sẻ, 25 dân dừng xin dân và anh chuẩn bị kích đời. Hơi muộn màng ở 8 rưỡi. Quan trọng đối phương cầm quân gì thì để đưa ra cái chiến thuật chuẩn để mà đánh cho nó mượt. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với game thủ chim sẻ trong trận thi đấu này. Lúc này thì Chip Boy đang đối đầu với Tếu, Hồng Anh đang đối đầu với Viên Lớp. Đó là những kênh quay phát mà tôi đang được thấy các đơn vị còn lại ngồi cạnh tôi đang bình luận. Trên kênh của GV đó chính là Chip Boy và đối thủ là Tếu. Còn trên kênh của Linda thì đang là Viên Lớp, trên kênh của Tuân Tiền Hải đang là Hồng Anh. Còn trên kênh của Đạt 09 thì như là Truy Mận. Truy Mận gặp Tiểu Hòa Ca thì phải. Không biết có đúng không? Không, trên kênh của Đạt 09 đang là He. He gặp ai em ơi? Vâng, He gặp Hoàng Mại Nhi. Những người Việt Nam đối đầu với nhau ở vòng này là rất nhiều, chúng ta phải chấp nhận thôi. Đây là sở trường của chúng ta. BB bị loại đầy đáng tiếc trước Tiểu Thủy Ngư.
đó cũng là một vấn đề. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Tôi đang muốn check in xem có bao nhiêu người xem trên kênh YouTube ở thời điểm bây giờ. Thể loại giam đầm thì là nó là sở trường của AOE Việt Nam rồi, nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu, còn sống thì còn phải chiến đấu mạnh mẽ, không được phép ngừng nghỉ. Và tôi đang thấy chỉ hơn chục nghìn người thôi, chỉ là hơn chục nghìn người đang theo dõi, 12.000 người đang theo dõi thì phải, nếu như tôi không nhầm. Có lẽ là bóng đá cũng đang khiến cho các bạn... Vâng, cho Son tới từ game thủ Tiểu Vũ. Cho Son tới từ game thủ Tiểu Vũ. Bóng đá đã lăn rồi, Pháp đang gặp Uruguay. Vì vậy mà các bạn vẫn đang theo dõi trận thi đấu tứ kết đầu tiên đó. Còn đây thì là một giải đấu trường kỳ và thể loại giam đầm thì nó cũng là một cái thể thức mà Việt Nam chúng ta sẽ gần như chắc chắn là ôn trọn giải. Pha chọc giò cũng cực kỳ rát tới từ game thủ Tiểu Vũ. Cực kỳ rát. Vâng, rất cảm ơn những khán giả đã vẫn đang theo dõi và ủng hộ cho đoàn AOE Việt Nam chúng tôi. Đi. Ơi. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Gover. À, xin lỗi bạn, của game thủ chim sẻ. Tôi vừa phải đưa vào thuốc cho Gover. Em ơi. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này nào. Cũng chơi phù tới từ game thủ Tiểu Vũ. Bài cho Son và Katarian. Mặc 4 cây quả dành cho sẻ. Vâng, đây là hai vận phù. Trọng 5 bãi quả. Quá nhiều quả trong cái map này. Cực kỳ bất ngờ. Tơn phù. Tơn bo nhà phù tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, như vậy Tiểu Vũ chạy luôn. Rồi chém hai con phù thủy này. Chém tiếp con phù thủy này. Phù đen dành cho game thủ Tiểu Vũ. Phù quá đen dành cho Tiểu Vũ. Lạc đà nó vẫn có nhiều những lợi thế. Theo thông tin báo về thì Van Lớp để thua ông Anh 0-1 và trận thứ hai thì Van Lớp cầm Pan, còn ông Anh cầm AC. Vâng, AC là tôi vẫn nghĩ là có lợi thế hơn đấy. Vâng, tham lai vẫn đang chỉ là 26 dành cho game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang khoanh ruộng và vừa ăn hoang. Hai người cùng chơi phù thủy, chim sẻ đang công phù lên nhưng mới chỉ là một nhà phù thôi. Không có nhiều gỗ dành cho chim sẻ khi anh vừa khoanh quá nhiều ruộng. Vâng, dù có mệt đến mấy thì giờ phút này cũng vẫn phải chiến đấu thôi. Chúng ta đang đi tham dự giải đấu, một giải đấu lớn, một giải đấu quy mô và tầm cỡ, không phải là chúng ta đang đi chơi. Tiếp tục phù. Tiếp tục phù. Rồi. Phù đen. Phù đỏ dành cho sẻ. Hai pha phù đỏ liên tục dành cho game thủ chim sẻ. Lại bị phù lại. Pha công này không ăn thua cho lắm tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, trận đấu được tiếp tục và lên đến 14.000 người rồi. Ngày hôm qua là 65.000 người cơ. Trận đấu kinh điển giữa Tiểu Thủy Ngư và game thủ chim sẻ. Rất cảm ơn quý vị khán giả vẫn luôn ủng hộ và đồng hành chúng tôi. Dù thế nào thì anh em chúng tôi vẫn sẽ phục vụ các bạn hết giải đấu này và cố gắng hết sức. Từ những bình luận viên, những kỹ thuật viên đến những game thủ vẫn sẽ phải cố gắng hết mình, không thể không cố gắng được. Vâng, một trận đánh rất hay của Tiểu Vũ nha. Katarian cho Son được đánh giá là 60%, còn Katarian chỉ là 40%. Nhưng Tiểu Vũ đang thi đấu như một người Việt Nam vậy. Tiểu Vũ đang thi đấu như một người Việt Nam đánh kèo này vậy. Khá bất ngờ. Khá là bất ngờ.
đừng tưởng các game thủ Trung Quốc là dễ bắt nạt. Vâng, đánh không hết mình, đánh không chuẩn bài là hoàn toàn có thể thua. Vâng, các bạn có thể thấy Cho Son đang đánh một trận quá hay. Game thủ Tiểu Vũ đang đánh như thể mình là một người đánh giam đầm thực thụ của AOE Việt Nam vậy. Đánh vậy sao mà chơi đây? Sẻ đang không ăn được vàng để chơi phù. Chém của anh toàn là chém ít máu thôi. Tiếp tục phù nào. Phù đen. Phù đen. Chim sẻ liệu có vượt khó được không? Tham lai của anh chỉ là 24 ở thời điểm này. Có bãi vàng khác để ăn không? Có bãi vàng khác để ăn không? Vẫn là những pha chém đôi công. Tôi chưa thấy Cho Son công phủ lên. Tôi chưa thấy Cho Son công phủ lên mà chỉ thấy Cho Son mang chém để chém sẻ thôi. Nếu Cho Son công phủ lên thì sẻ sẽ cực kỳ khó khăn. Và đúng là Cho Son đang phủ lên. Cho Son đang mang phủ lên. Và sẻ phải làm gì trong kèo đấu này đây khi anh đã không còn quân để thi đấu? Cho Son công phủ lên, tuyệt vời dành cho game thủ Tiểu Vũ. Anh đang đánh quá hay trong kèo giảm đường này. Chính xác thì họ đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi giam đầm của người Việt. Tiếp tục là công bốn con phù lên. Vâng, làm gì đây? Tham Lai đang bị đè 6-4 rồi sẻ ơi. Mọi sự khởi đầu của sẻ trong ngày hôm nay đều khó khăn. Từ kèo 22 xeng đến 33 xeng và ngay cả đến kèo giam đầm nữa anh gặp tiểu kiện. Vâng, Quài, mình nghĩ là Quài rồi. Cho Son đang đánh quá chuẩn bài. Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi vào một cái gì đó tới từ game thủ chim sẻ. Tiếp tục phù. Mang dâm ra để mà chơi phù thủy. Đó là cách chơi tới từ game thủ chim sẻ. Rồi lại chạy. Và tiếp tục phù dành cho game thủ chim sẻ. Những kỹ năng phù đẳng cấp và đỉnh cao tới từ game thủ chim sẻ. Một con chém không được, đối phương đang quá đông những con chém. Đối phương đang quá đông những con chém của mình. Chém đang sóc cực đều dành cho game thủ Tiểu Vũ. Chém đang sóc siêu siêu đều. Đang bị chém nổ với nhà phù này. Đang bị chém nổ với nhà phù này. Ốp phù và công lên. Rất lầy lội dành cho game thủ chim sẻ. Một nhà P mới. Chúng tôi đang thấy sự khó khăn tới từ game thủ chim sẻ. Một sự khó khăn không hề nhỏ. Định đánh cái gì đây? Tham Lai là 30 toàn dân và chỉ có một nhà phù. Đối phương lại công phù và chém lên. Đối đánh rất rát tới từ game thủ màu 1 Tiểu Vũ. Đối đánh cực kỳ rát. Sẻ đang muốn chơi nguyên phù trong trận thi đấu này. Sẻ đang muốn chơi nguyên phù. Không còn gỗ. Vâng, không còn gỗ để mà chơi lại phù đen. Tôi cảm thấy có một cái gì đó quai thị sắn nhỉ. Tôi cảm thấy cái gì đó quai thị sắn. Đập phù của đối phương. Đập phù của đối phương. Vâng, đập hết phù rồi lại ra ăn vàng. Liệu một pha siêu phẩm tới từ game thủ chim sẻ không? Liệu có siêu phẩm hay không? Siêu phẩm bật ngược với bài chơi phù thủy của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Tiếp tục ăn vàng. Tiếp tục vỡ được ruộng. Đối phương tôi nghĩ Tham Lai đã đè rất mạnh rồi. Ooh.
đã có rất nhiều siêu phẩm chơi phù tới từ game thủ chim sẻ với timeline dưới 1x, xin lỗi bạn là dưới 2x rồi. Nhưng bây giờ thì đối phương cũng là một trò son đầy khó chịu. Tôi không dám khẳng định là chim sẻ sẽ thắng trận này. Tôi cũng chưa có cảm nhận gì cả. Tôi chỉ đang cảm nhận là Tiểu Vũ đánh giam đầm đột nhiên lại hay đến như vậy. Tôi cảm nhận như vậy. Còn cảm nhận về một chiến thắng thì bây giờ phải cho tôi xin một chút xíu timeline. Ví dụ như là 500 đồng tiền timeline thì tôi sẽ đọc cho các bạn là còn cửa hay không còn cửa. Đó là điều quan trọng. Đối phương đang truy sát, timeline sẻ vẫn đang giữ là 35/48. Nhưng đối phương cũng là một cái timeline rất to. Không có timeline tôi không đọc được cái gì cả. Cần phải có tham cơ. Tham mà đang như thế nào, chiều hướng ra làm sao. Chim sẻ đang chơi châu phù thủy. Phù phải đỏ, chứ phù mà đen là không ăn thua. Phù mà đen là không ăn thua. Nhưng không có timeline thì mình chỉ biết chờ đợi thôi. Vào cách chơi phù tới từ game thủ chim sẻ. Đối phương có lên 4 cộng. Đối phương có lên 4 công, đó là câu hỏi mà tôi đặt ra cho game thủ Tiểu Vũ. Là đối phương có lên 4 công, bãi vàng ở giữa hai nhà này. Tiểu Vũ có ăn không? Tiểu Vũ vẫn đang rất nhiều chém của chim sẻ chơi nguyên phù thủy. Sự lì lợm tới từ game thủ chim sẻ nắng phù lại máu cho những con chém trong tên này. Và tiếp tục ra ruộng. Tôi đang quan ngại một điều là đối phương có lên 4 hay không. Nếu đối phương lên 4 thì thực sự là thảm họa. Đang hồi máu lại cho những đơn vị quân của mình. Tiểu Vũ công tương đối giáp, nhưng đến thời điểm này sẽ lại đang chơi châu phủ. Và bãi vàng ở giữa hai nhà, đó là mấu chốt của vấn đề. Bãi vàng ở giữa hai nhà. Đúng là tôi bảo cho tôi xin 500 tham lai thôi là tôi đoán được. Và đối phương đã lên 4 xong. Tham lai vẫn đang đè 6-4. Thì chơi kiểu gì đây? Phù kẹp với lạc đà. Phù kẹp với lạc đà là cách chơi của chim sẻ. Đối phương ăn vàng ở khu vực này. Sẻ định chơi một... Sẻ định công một tơn quyết định. Sẻ định công một tơn người ta gọi là tơn quấy. Sẻ định công một tơn cuối. Phù cả hót của đối phương luôn. Và lao thẳng vào ruộng. Cơ hội thắng vẫn còn nhưng nó rất nhỏ. Nếu như Tiểu Vũ đánh sai lầm tơn này là Tiểu Vũ chết luôn. Sẻ công một tơn hay. Lượng nhà BA không nhiều, lượng hót không nhiều. Chim sẻ đang làm loạn nhà của đối phương. Một tơn ảo tới từ game thủ chim sẻ. Một tơn siêu ảo tới từ game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ tham mai 56 và anh đang làm loạn nhà của đối phương. Không có những con hốt nào ở nhà để thủ nhà cả. Một nhà BA công, nhưng tất cả những một nhà BA công này, những con hốt nở ra lẻ đều bị chim sẻ nắng phù hết. Chính xác là ba nhà BA công có thêm cả phù, nhưng phù đen. Chim sẻ vẫn đang ốp được trại nhà của đối phương. Tiếp tục mang phù lên công, chém được rất nhiều dân của game thủ Tiểu Vũ trong trận thi đấu này. Tham lai vẫn đang giữ là 50 dành cho game thủ chim sẻ. Đối phương lên 4, tham đè 6-4. Nhưng bây giờ tham lai có lẽ chỉ là cần. Bây giờ tham lai có lẽ chỉ là cần. Một người đời 4, một người đời 3. Tôi đang dự đoán cửa thắng vẫn đang là 60 dành cho Tiểu Vũ và cửa thắng là 40 dành cho sẻ. Bây giờ điều quan trọng là vàng. Điều quan trọng nhất ở thời điểm này là vàng, vì đây là hai quân dùng vàng. Đây là hai quân dùng vàng. Luôn nhớ một điều là như vậy. Lạc, vâng, những con lạc đà chém vào những con hót cũng sẽ được cộng đàn. Chém hết đi. Ăn được bãi vàng thứ ba rồi nó sẻ. Như vậy là mỗi người đều ăn ba bãi vàng nhưng sẻ chưa ăn hết. Đối phương có tụ được hót hay không, đó mới là vấn đề. Vẫn chưa tụ được nhiều hót. Tên này là tên chưa tụ được nhiều hót. Và tôi cảm giác như sẻ vẫn đang cầm lạc đà chém hót rất hay.
trận đấu vẫn đang diễn ra quá căng thẳng và thực sự là nó hấp dẫn. Ngay trận thi đấu đầu tiên thôi, nhưng Sẻ và Tiểu Vũ công hiến cho khán giả một trận thi đấu cho Son và Katarian thực sự là bay bổng, rất nhiều cảm xúc. Nhưng bãi vàng này mà Sẻ không ăn được, mà để đối phương ăn được tụ hót lại, thì tôi không nghĩ là những con lạc đà này có thể chém được hót mãi đâu. Mới chỉ có giáp 2 dành cho những con hót này thôi, tại sao không phải là giáp 4? Tại sao không phải là giáp 4 dành cho Tiểu Vũ để cho chim Sẻ không còn cửa? Không vẩy được e trong tình huống này, nhưng lượng lạc đà vẫn đang nhiều, hót vẫn chưa tụ lại được. Vấn đề bây giờ là vàng, Sẻ ơi, vấn đề không phải là thực, vấn đề của người ta bây giờ là vàng. Phù đi em ơi, phù được một con hót, phù được nhiều hót không, phù được nhiều hót không, chém nổ BA của đối phương luôn, nâng cấp chém 4 dành cho game thủ chim Sẻ. Vâng, vẽ nhiều ruộng hơn để có lực. Vâng, phù được 3 con hót của đối phương. Timeline đè lên là 73 cho chim Sẻ, xong rồi bị gập xuống là cân ở thời điểm này. Đối phương tạm cũng chỉ là 40 hoặc 37 thôi. Chỉ là 3x dành cho game thủ Tiểu Vũ thôi. Anh ta chết quá nhiều dân trong trận thi đấu này. Và mọi thứ bìa trở lại bằng 50-50. Phù thủy mà phù tôn là ngon. Một tên đi lỗi của Tiểu Vũ, một tên đi siêu lỗi của Tiểu Vũ. Tham lại tiếp tục gập xuống dành cho game thủ chim Sẻ. Tham lại đẻ lên, chính xác là đẻ lên dành cho Sẻ. Đối phương không ăn được vàng là đối phương đứt. Không, họ đang tụ hót thì chim Sẻ ốp thẳng vào, không cho đối phương tụ hót, không cho đối phương tụ hót trong trận thi đấu này. Vâng, trận này mà thắng thì đúng, nó cũng là thuộc một trong những trận kinh điển của thể loại giam đầm. Tham lúc Tiểu Vũ lên 4, chim Sẻ để vốc lên khoảng 64 hoặc 73 luôn. Sau đó Tiểu Vũ lại gập tạm xuống còn 50-50. Bây giờ chim Sẻ lại đè 64. Và điều quan trọng là Sẻ ăn được cái bãi vàng quyết định trận đấu này, bãi vàng thứ 3 của game thủ chim Sẻ. Đó mới là điều quan trọng nhất. Vâng, trận thi đấu nó vẫn diễn ra, phải nói là cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Một người đầy 3 và một người đầy 4. Và đây chính là chim Sẻ. Đây chính là sự ảo diệu của chim Sẻ. Chúng ta cùng xem, đây là dân. Tiểu Vũ chết cực kỳ nhiều dân rồi. Đây là khoanh ruộng. Bãi vàng đã ăn gần như là hết. Đúng là bãi vàng đã ăn hết rồi. Chim Sẻ tiếp tục chặn được dân của đối phương. Tiếp tục chặn được dân của đối phương. Tam này là 48 là 47 của game thủ chim Sẻ. Cơ cấu lại nhà này. Và đối phương đang đi muốn ăn bãi vàng thứ 3, nhưng tham của anh ta quá nhỏ rồi. Đi, vâng, anh này có một lỗi là không tụ được hot, toàn đi hot nhỏ lẻ. Và nếu như đây là một chiến thắng dành cho game thủ chim Sẻ thì nó đúng là một siêu phẩm. Cái siêu phẩm này nó là cái bản lĩnh, nó là cái kinh nghiệm, và nó cũng là cái lỗi tới từ game thủ Tiểu Vũ. Anh lên 4 tham đè 64 mà anh để thua thì đó cũng đúng là AOE với những khoảnh khắc kỳ diệu. Hình như hot của anh ta mới chỉ là giáp 2, trong khi Sẻ là chém 4 rồi. Đúng là hot mới chỉ chặt gỗ 1 và giáp 2 khi đánh 74. Còn lại bố Tiểu Vũ. Vâng, bố đánh thế này thì có chết con không? Bố đánh 74 mà 4 nữa. Vâng, bố chơi mới lạc đà mà bố để cho quả giáp 2. Và bố đánh quả chặt gỗ 7+1 hơi lâu rồi đấy. Tham chim Sẻ tụt xuống còn 34/72. Tham Tiểu Vũ rơi vào khoảng 3x. Nói chung là tham lại vẫn đang cần lạc đà chém hót. Hót vẫn đang là chém 2. Này thì chém 2 với chúng tôi này. Như vậy là Van Lớp quýt rồi. Van Lớp thua của anh 0-3. Vâng, cuộc dạo chơi của Van Lớp trên đất Trung Quốc ngày dài và buồn lê thê. Vâng, cái loại giáp 2 này nhá, tôi chém cho nhức người. Cái loại giáp 2 này tôi không thèm tính tiền. Tiếp tục ăn dân của game thủ Tiểu Vũ. Tôi đến thời điểm này tôi nghĩ là Sẻ thắng. Trời ơi, tham đề 73 dành cho game thủ chim Sẻ. Còn lại bố Tiểu Vũ, bố đánh ra thua được trận này con cũng nể. Vâng, con nể bố thật sự luôn. Quá lì lợm dành cho chim Sẻ đi nắng. Cái mặt nó lì, mặt nó dày.
Tất nhiên là phải có thêm một câu nữa cho trận thi đấu này. Sai lầm của Tiểu Vũ thì tạo ra siêu phẩm của game thủ chim sẻ. Chỉ vậy thôi. Chúc mừng chim sẻ với siêu phẩm đạt được của mình trong trận thi đấu này. 1-0 dành cho game thủ chim sẻ. 1-0. Bây giờ chỉ là quản map thôi. Tam Lai quá đẻ rồi, mặc dù đời 3 đánh với đời 4. Hay. Vâng, này đang 20.000 người xem, anh em đang chat điên đảo trên khung chat của kênh YouTube Việt Nam Game TV. Và lúc đấy thì các anh em chửi điên đảo, bây giờ anh em lại khen nức nở. Vâng, cuộc sống là như vậy, khoảnh khắc giữa thất bại và chiến thắng nó chỉ có vậy thôi. Vâng, và trận này sai lầm của Tiểu Vũ là một siêu phẩm tới từ game thủ chim sẻ. 1-0 dành cho Thần Đồng AOE Việt Nam, và chính xác là huyền thoại AOE Việt Nam chim sẻ đi đáng, huyền thoại của cái game này luôn, huyền thoại của AOE thế giới. Một sai lầm của Tiểu Vũ nó đã giúp cho chim sẻ có siêu phẩm và highlight này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta đến với trận yếu thứ hai ngay sau đây.